Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày, chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng, hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng 15 tháng 5, tại phiên họp thứ 33, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 4 năm 2024. Báo cáo Thường vụ Quốc hội, trưởng ban dân nguyện Dương Thanh Bình cho hay, cử tri và nhân dân tiếp tục bày tỏ sự lo lắng về tình trạng thời tiết nắng nóng gay gắt, khô hạn trên cả nước. Đặc biệt là tại các tỉnh phía Nam đã kéo dài nhiều tuần qua, dự báo cháy rừng đang ở cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm, ông Dương Thanh Bình nói. Theo ông Dương Thanh Bình, tình trạng nắng nóng kéo dài làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và sức khỏe người dân. Tình trạng gió lốc và mưa đá gây thiệt hại lớn về hoa màu và nhà cửa của người dân tại các tỉnh Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình cũng là mối lo của cử tri. Từ thực tế trên, Ban dân nguyện kiến nghị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương có liên quan có biện pháp chủ động phòng ngừa, ứng phó và ngăn chặn có hiệu quả nguy cơ cháy rừng, hạn chế thấp nhất số vụ cháy rừng và diện tích thiệt hại do cháy rừng gây ra. Đặc biệt, ông Dương Thanh Bình thông tin, cử tri và nhân dân lo lắng giá vàng liên tục biến động và tăng cao sẽ tác động xấu đến nền kinh tế và đời sống người dân. Ban dân nguyện kiến nghị, Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ có giải pháp tăng cường công tác thanh tra, giám sát thị trường vàng, hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh vàng, xử lý buôn lậu, trục lợi, đầu cơ, thao túng thị trường, bảo đảm cho thị trường vàng ổn định, minh bạch, lành mạnh. Tại phiên họp, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, ghi nhận thời gian qua, tình hình biến động giá vàng vô cùng phức tạp. Bộ Công an đã nắm bắt tình hình, tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ nhiều vấn đề, trong đó tập trung kiến nghị các giải pháp quan trọng liên quan đến an ninh tiền tệ, an ninh quốc gia. Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, đã có nhiều giải pháp được áp dụng và đang từng bước ổn định thị trường vàng như việc tập trung sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Nghị định 24/2012 về độc quyền vàng miếng SJC, đồng thời tăng cường quy mô dự trữ vàng, quản lý khuôn vàng miếng SJC tại nhà máy in tiền quốc gia. Ông Lê Quốc Hùng cho hay, Bộ Công an đã kiến nghị Ngân hàng Nhà nước khẩn trương xây dựng, áp dụng cơ chế can thiệp của cơ quan quản lý vào thị trường vàng, như các cơ chế can thiệp vào giá mua, giá bán, cơ chế can thiệp vào cung, cầu thị trường, kịp thời bổ sung quy định về biên độ chênh lệch tối đa giữa giá mua và giá bán, ban hành quy định về trách nhiệm của các cơ quan liên quan quản lý thị trường vàng, gồm vàng miếng, sản xuất gia công vàng trang sức. Cạnh đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thị trường, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật thị trường như kiểm soát tối đa, nguyên liệu đầu vào, chất lượng sản phẩm. Bộ Công an cũng đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu ban hành quy định pháp lý, kiểm soát nghĩa vụ thuế về kinh doanh vàng như bắt buộc xuất hóa đơn hàng điện tử online, quy định về thuế giá trị gia tăng, mã số. Việc này nhằm ngăn chặn tình trạng mua vàng miếng, buôn bán vàng trang sức, đồ mỹ nghệ không có hóa đơn, chứng từ, mua bán tự do, người dân trả tiền mặt trực tiếp. Một số đơn vị cơ sở kinh doanh vàng miếng chưa được cấp phép nhưng bán chui cho người dân gây thất thu. Cùng với đó, Bộ Công an cũng kiến nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố cần quản lý, kiểm soát hoạt động khai thác, sản xuất, kinh doanh vàng của cá nhân, doanh nghiệp được cấp phép. Không để xảy ra tình trạng các đơn vị kinh doanh vàng vi phạm pháp luật hiện nay như nhập lậu vàng giả SJC, kịp thời phát hiện các hoạt động vi phạm để đấu tranh, xử lý các vi phạm, Thứ trưởng Công an nói. Trong phiên đấu thầu vàng sáng nay, ngày 14 tháng 5, có tới 8 thành viên trúng thầu, với lần đầu tiên giá trúng thầu vàng miếng thấp hơn giá tham chiếu. Cụ thể, theo thông báo được Ngân hàng Nhà nước công bố về kết quả đấu thầu vàng miếng hôm nay, cho thấy có 8 thành viên trúng thầu, với tổng khối lượng vàng miếng trúng thầu lên tới 81 lô, tương đương 8.100 lượng. Bên cạnh đó, giá trúng thầu vàng miếng cao nhất là 87,73 triệu đồng một lượng, và giá trúng thầu thấp nhất là 87,72 triệu đồng một lượng. Điểm khác biệt lớn nhất của phiên đấu thầu vàng lần này là giá trúng thầu vàng thấp hơn với giá tham chiếu mà Ngân hàng Nhà nước đưa ra sáng qua. Tuy nhiên, mỗi lượng vàng được Ngân hàng Nhà nước bán ra trong phiên đấu thầu sáng nay vẫn cao hơn gần 1,7 triệu đồng một lượng so với giá trúng thầu gần nhất. Đương nhiên, khi các doanh nghiệp phải mua vàng miếng SJC với giá cao, chắc chắn họ cũng phải bán ra thị trường với giá cao hơn. Do đó, phiên giảm giá của vàng miếng SJC trên toàn thị trường hôm nay có thể chỉ là quãng nghỉ cần thiết trước khi bước vào đợt tăng giá mới. Theo đó, ngay đầu phiên giao dịch hôm nay, mỗi lượng vàng miếng SJC tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn được niêm yết ở mức 86 triệu đồng một lượng mua và 89 triệu đồng một lượng bán, giảm 1,5 triệu đồng một lượng ở chiều mua và giảm 1 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra so với cuối ngày hôm qua. Các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như là Phú Nhuận, Doji, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Eximbank, TP Bank Gold cũng nêu giá mua bán vàng miếng SJC
ở mức tương đương và chênh lệch giữa giá mua bán cũng được nới rộng lên khoảng 3 triệu đồng một lượng. Thậm chí tại công ty vàng bạc đá quý My Hồng, ngay khi nhà điều hành công bố mức giá trúng thầu, giá vàng miếng SJC ngay lập tức ngừng rơi và được điều chỉnh theo hướng đi lên, tăng giá mua vào thêm 300.000 đồng một lượng lên 87,5 triệu đồng một lượng và giữ nguyên giá bán ra ở mức 89,2 triệu đồng một lượng. Cùng chiều đi xuống, song biên độ giảm của vàng nhẫn 4 số 9 chỉ khoảng 50.000 đồng một lượng so với chốt phiên gần nhất. Giá mua vào bán ra của vàng nhẫn tròn trơn dao động ở mức 74,6 đến 76,3 triệu đồng một lượng. Trên thị trường quốc tế, giá vàng nhích thêm khoảng 10 đô la Mỹ trên một ounce so với hôm qua, dao động ở ngưỡng là 2.345 USD trên một ounce. Quy đổi theo tỷ giá tại các ngân hàng thương mại, giá vàng thế giới tương đương 72 triệu đồng một lượng. Chia sẻ với BLO, chị Ánh Vân, quận 9 cho biết, nghe mọi người nói vàng nhẫn đang là kênh đầu tư hấp dẫn, giá liên tục tăng nên cách đây một tháng sau khi tất toán sổ tiết kiệm và chưa có việc dùng đến nên tôi đã quyết định mua 8 lượng vàng nhẫn với mục đích tích trữ. Lúc đó tôi mua với giá là 74,7 triệu đồng một lượng. Thế nhưng hiện tôi đang cần tiền mặt gấp nên buộc phải bán số vàng này. Tuy nhiên giá mà tiệm vàng thu vào lúc 10 giờ sáng nay chỉ có 73,5 triệu đồng một lượng. Lời đâu chưa thấy, nhưng sau một tháng nắm giữ 8 lượng vàng, giờ đây tôi đã lỗ 9,6 triệu đồng. Ông Tim Hayes, giám đốc chiến lược đầu tư toàn cầu tại Ned Davis Research, cho rằng giá vàng có khả năng sẽ vượt qua mức cao kỷ lục của tháng trước là trên 2.448 USD trên ounce. Nhưng sự bứt phá có thể không xảy ra cho đến khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed, kích hoạt chính sách cắt giảm lãi suất. Còn nhớ đầu năm nay, nhiều chuyên gia kinh tế cũng như là các nhà đầu tư đã dự đoán Fed sẽ thực hiện 6 lần cắt giảm lãi suất trong cả năm 2024. Thế nhưng, giờ đây các dự báo đã đồng loạt hạ tần suất cắt giảm lãi suất của Fed xuống còn 2 lần mà thôi, do áp lực lạm phát vẫn ở mức cao. Bên cạnh đó, trong ngắn hạn, giá vàng thế giới có thể bị tổn thương khi thị trường đang tập trung chờ đợi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ sẽ được công bố vào ngày mai, ngày 15 tháng 5. Trong trường hợp, dữ liệu cho thấy lạm phát tại Mỹ tiếp tục nóng hơn so với dự báo, có thể buộc Fed phải lùi thời điểm cắt giảm lãi suất hơn xa hơn nữa. Cuộc chiến chống lạm phát dai dẳng của Fed có thể là rào cản đối với giá vàng trong thời gian tới. Cho dù lạm phát tại Mỹ vẫn ở mức cao, nhưng thị trường lao động tại quốc gia này ngày càng trì trệ và hoạt động kinh tế yếu hơn sẽ khiến cho Fed không thể tăng lãi suất, ông Hayes nói thêm. Bên cạnh đó, ông cũng cho rằng nhu cầu mua của các ngân hàng trung ương cũng như là sự quan tâm mạnh mẽ của nhà đầu tư ở thị trường châu Á cũng là động lực lớn hỗ trợ cho đà tăng của giá vàng trong trung dài hạn. Giá vàng nhẫn SJC hôm nay 12 tháng 5 chạm mức 76,55 triệu đồng trên lượng. Điều thú vị là giá vàng SJC này còn thấp hơn giá vàng nhẫn trên thị trường khi đang được niêm yết mức giá là 76,70 triệu đồng trên lượng. Vàng nhẫn SJC và vàng miếng SJC đều là vàng SJC, không có gì khác biệt về chất lượng vàng, nhưng mức giá hai loại vàng này đang chênh lệch rất lớn. Giá vàng SJC loại vàng miếng hôm nay đang được bán ra ở mức 91,30 triệu đồng trên lượng, vài ngày trước là 92,30 triệu đồng trên lượng. Giá vàng thế giới hôm nay được bán ra ở mức 2.360 USD trên ounce, tương đương là 73,10 triệu đồng trên lượng. So sánh, giá vàng nhẫn SJC chênh lệch với giá vàng thế giới là 3,45 triệu đồng trên lượng, còn vàng miếng SJC đang chênh với giá vàng thế giới lên con số là 18,2 triệu đồng trên lượng. Điều tạo nên sự khác biệt về giá vàng giữa giá vàng nhẫn và vàng miếng dù cùng một loại vàng SJC chính là do quy định của Nghị định 42 năm 2012 về quản lý vàng. Theo đó, vàng miếng là vàng được dập thành miếng, có đóng chữ, số, chỉ khối lượng, chất lượng, ký mã hiệu của doanh nghiệp và tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước cho phép sản xuất hoặc vàng miếng do Ngân hàng Nhà nước tổ chức sản xuất trong từng thời kỳ. Điều này có nghĩa rằng Ngân hàng Nhà nước quản lý độc quyền vàng miếng thương hiệu SJC, còn vàng nhẫn SJC thì không. Vì không có tính độc quyền nên vàng nhẫn SJC không có sự chênh lệch với giá vàng thế giới quá cao và chịu sự cạnh tranh khá khốc liệt của quy luật thị trường. Với cách nhìn như vậy, có thể thấy nếu Ngân hàng Nhà nước bỏ độc quyền thương hiệu vàng miếng SJC thì thị trường vàng sẽ không còn chứng kiến các cú tăng sốc của giá vàng miếng SJC. Cũng chính vì quy định này, các chuyên gia thường khuyến nghị người dân nên mua vàng nhẫn với giá hợp lý, không có độ chênh quá cao so với giá vàng thế giới.
đặc biệt đều là vàng 4 số 9. Trong những tháng gần đây trên thị trường vàng Hà Nội, có một xu thế diễn ra khá phổ biến là người dân chuộng các loại vàng nhẫn hơn so với vàng miếng. Trong nhiều trường hợp tiêu dùng, chỉ mua vàng miếng khi cửa hàng không còn vàng nhẫn. Trong những ngày 8, 9 và 10 tháng 5, tại nhiều cửa hàng kinh doanh vàng bạc đá quý ở Hà Nội đã xảy ra tình trạng hết vàng nhẫn. Lý do thì có nhiều, nhưng trước tiên, vàng nhẫn được cung cấp ra thị trường với nhiều loại sản phẩm khác nhau, phù hợp với túi tiền của người dân, đặc biệt những người làm công việc văn phòng, người lao động tự do với nguồn tiền hạn chế. Đây là thế mạnh của vàng nhẫn trong lúc giá vàng cao chót vót như ngày nay. Anh Nguyễn Hoàng Anh, một người kinh doanh tự do sống gần phố Trần Nhân Tông, cho biết anh thường lựa chọn mua vàng nhẫn bởi có nhiều loại từ 1 đến 10 chỉ, phù hợp với nhu cầu tích lũy dần dần. Anh có thói quen mua vàng thường xuyên theo tháng, có nhiều mua nhiều, có ít mua ít. Có những khi mua 5 đến 7 chỉ, nhưng cũng có khi mua 1 chỉ. Một lý do khác là giá vàng nhẫn bám sát diễn biến của giá vàng thế giới hơn so với vàng miếng. Như sáng nay, 11 tháng 5, giá vàng nhẫn tròn 4 số 9 Hưng Thịnh Vương đang mua vào bán ra ở mức 75,95 đến 77,45 triệu đồng một lượng, trên chỉ khoảng 4 triệu đồng so với giá vàng thế giới phiên giao dịch gần nhất, quy đổi khoảng 73,54 triệu đồng một lượng. Còn nếu lấy vàng miếng SJC để so sánh thì chênh lệch tới gần 20 triệu đồng. Khía cạnh thị trường, cung cầu mà nói, sản phẩm nào mà sát với mặt bằng giá thị trường thì thật hơn, giá đỡ ảo hơn so với cùng loại, nhưng chênh lệch lại quá lớn, ít ảo hơn thì hẳn là ít rủi ro hơn, là điều phải tính đến ở lúc giá vàng đang cao này. Một lý do khác là chênh lệch giá mua, giá bán của vàng miếng cao hơn nhiều so với vàng nhẫn. Trong nhiều tháng trở lại đây, chênh lệch giá vàng miếng SJC thường trên mức 2,2 triệu đồng một lượng, đã có thời điểm gần 2,4 triệu đồng một lượng, còn vàng nhẫn chỉ loanh quanh ở mức khoảng 1,5 triệu đồng một lượng. Người muốn mua đầu tư kinh doanh vì vậy đương đầu với ít rủi ro hơn. Đáng chú ý, trong thực tế, giữ vàng nhẫn có lãi hơn so với giữ vàng miếng. Đầu năm ngoái, nếu bạn giữ mua một chiếc nhẫn vàng nho nhỏ thì đầu năm nay bán đi lãi quy đổi là gần 10 triệu đồng một lượng, trong khi vàng miếng SJC chỉ lãi 7 triệu đồng một lượng. Tuy nhiên, điều này không phải lúc nào cũng đúng. Đầu năm 2024, giá vàng nhẫn ở mức khoảng 63,28 triệu đồng một lượng, đến giờ khoảng 77,4 triệu đồng một lượng, tương đương mức tăng 22%. Trong cùng thời gian này, giá vàng miếng SJC tăng cao hơn một chút. Và cuối cùng, theo chuyên gia Nguyễn Thế Hùng thuộc Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam, người dân có thể lo ngại ngân hàng nhà nước can thiệp mạnh vào thị trường vàng miếng bằng cách tung ra một lượng hàng lớn, giá thấp nên quay sang vàng nhẫn. Chính phủ cũng như nhà điều hành gần đây có những tuyên bố cứng rắn với các vấn đề bất cập của thị trường vàng, trong đó có chuyện buôn lậu, cho thấy lo ngại ấy là có cơ sở. Tuy nhiên, trong bối cảnh giá vàng thế giới biến động khó lường với các yếu tố địa chính trị như hiện nay, các chuyên gia đồng loạt khuyến cáo người dân đặc biệt cẩn trọng với các quyết định mua bán vàng, tránh tình trạng ôm hàng giá cao và thua lỗ sau này. Sau 5 phiên đấu thầu vàng SJC của Ngân hàng Nhà nước, thị trường vàng tiếp tục rơi vào các cú sốc khi chứng kiến thương hiệu vàng miếng SJC thiết lập cái mức giá cao nhất mọi thời đại. Mốc 100 triệu đồng một lượng của vàng SJC đang được đánh giá là có khả năng đạt được trong tương lai. Theo giới phân tích, giá vàng SJC tăng kỷ lục như hiện nay đến từ nhiều nguyên nhân. Đầu tiên là kỳ vọng giá vàng thế giới vẫn tiếp tục tăng mạnh, đã thúc đẩy giá vàng trong nước tăng theo. Lãi suất tiền gửi tiết kiệm vẫn thấp và bị ảnh hưởng bởi lạm phát, nên người dân dồn tiền vào vàng để đảm bảo giá trị tài sản. Thương hiệu vàng SJC tiếp tục độc quyền đã dẫn đến độc quyền giá bán dựa trên nguồn cung vàng vẫn chưa khơi thông. Ngân hàng nhà nước đã 5 lần đấu thầu vàng SJC, nhưng chỉ có 6.800 lượng vàng được đưa ra thị trường. Mặt khác, cách đấu thầu của ngân hàng nhà nước cũng khá lạ khi luôn niêm yết giá đấu thầu vàng ngày một cao qua từng phiên. Thị trường nhìn vào cách ra giá tham chiếu đấu thầu vàng của ngân hàng nhà nước. Nơi có quyền nhập khẩu và nguồn cung vàng SJC dồi dào là kim chỉ nam cho giá vàng SJC còn tiếp tục tăng cao. Do đó, với tính độc quyền của mình, giá vàng SJC ngày càng tăng mạnh bất chấp các nỗ lực của các cơ quan chức năng thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới. Giá vàng SJC hôm nay, ngày 10 tháng 5, đã chạm mức 92 triệu đồng một lượng. Trong khi đó, giá vàng thế giới hiện là 2.356 USD trên một ounce, tương đương 73 triệu đồng một lượng. Chênh lệch giá vàng SJC và giá vàng thế giới hiện là 19 triệu đồng một lượng. Không lẽ bất lực với giá vàng SJC? Bất lực trước sự chênh lệch giữa giá vàng SJC với giá vàng thế giới ngày càng cao. Những thông tin vừa rồi đã khép lại điểm tin của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, đồng hành và theo dõi kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại.